Ôi em ơi, sao cái này nó sâu đấy? Sâu không? Ôi không có đáy luôn à? Đáy, cái này rồi, không đáy mà. Ôi ôi, bây giờ cái này có nhảy xuống được không? Nhảy nhảy xuống là rơi xuống cái này là. Vâng, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của công ty nội thất Bảo Long và em là Nhật Nam. Thì anh chị có thể để ý thấy cái thiết kế này nó có quen không ạ? Nó là một cái thiết kế rất là hot trend ngày xưa. Cách đây độ khoảng 6-7 năm ấy, gần như là đi cái phòng hát karaoke nào cũng sẽ có một cái thiết kế như này. Đây gọi là thiết kế gương vô cực. Đó. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho quý anh chị một chút là lý do tại sao đến bây giờ nhà em vẫn sử dụng gương vô cực. Và cái cách thức hoạt động của cái gương vô cực là như nào. Rất nhiều em ngày xưa em cũng đã rất là thắc mắc là ủa tại sao nhìn vào bên trong nó lại sâu hun hút như thế này. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho quý anh chị cái cách thức hoạt động của nó. Lý do đầu tiên mà bên nhà em vẫn sử dụng cái sản phẩm gương vô cực này, đó chính là nó tạo ra một cái ảo giác, nó tạo ra một cái sự tò mò rất là nhiều khi khách hàng đến quán. Ngày xưa khi mà em đến thì em cũng thắc mắc rất là nhiều mà tại sao nó lại có thể sâu tít vào bên trong như này, gần như là không thấy đáy luôn. Nó cũng có một cái thiết kế rất là đẹp nữa, nên là bên nhà em vẫn đang sử dụng nó. Với cả thêm một lý do nữa, đó là ngày xưa thì chúng ta thể thấy là cái phần gương vô cực này nó chỉ có hình dạng là hình tròn và hình vuông thôi, và được sắp xếp led xung quanh. Đấy, thì bây giờ nhà em cũng đã làm lại với sự việc sử dụng là cái phần full cát, gương full cát lên đây để tạo ra điểm nhấn cho cái sản phẩm này. Và cái sản phẩm này thì cũng sẽ đưa vào một cái thiết kế phòng mới. Nó không phải là cái thiết kế phòng đơn giản cũng như ngày xưa nữa. Nên là bên nhà em cũng sẽ sử dụng lại cái phần gương vô cực này để tạo ra cái điểm nhấn cho phòng, làm cho cái phòng trở nên thu hút và bắt mắt hơn. Đấy, anh chị thể thấy là vẫn là một cái thiết kế nhìn khá là quen thuộc thôi, nhưng mà nó đã đẹp hơn rất nhiều, đẹp hơn và thu hút hơn rất nhiều rồi. Rồi, bây giờ thì em cũng sẽ giải thích cho quý anh chị cái cách thức hoạt động. Nhiều người hay tò mò về cách thức hoạt động của phần gương này. Đơn giản thôi, chúng ta vẫn sẽ có mặt bên trong là mặt gương nhá. Mặt bên phía trong cùng đây, anh chị có thể thấy nó chia ra làm hai lớp. Mặt bên phía trong cùng này là một mặt gương thuần, mặt gương bình thường. Bên ngoài này là một cái phần mặt kính mờ. Nhưng mà cái phần mặt bên trong ấy sẽ là mặt gương. Đây, em xoay ra này. Phần bên trong sẽ là mặt gương. Đấy, để làm gì? Để nó có thể phản chiếu lại cái phần ánh sáng, cái phần ánh đèn bên trong. Tức là khi mà chúng ta ở bên trong là mặt gương rồi, hai cái mặt gương này sẽ phản chiếu nhau, tạo nên một cái sự lặp đi lặp lại, và nó sẽ hình thành một cái dạng ống sâu xuyết. Nó sẽ hình thành ra một cái dạng đèn lặp đi lặp lại và nó sâu tít vào bên trong như thế này. Đấy, nó là hai cái mặt gương phản chiếu nhau. Tuy nhiên thì cái mặt gương bên ngoài nó nhìn lại được, nó nhìn xuyên ở bên trong được. Thành ra là hai mặt gương này nó cứ phản chiếu nhau và tạo ra một cái sự xuyên suốt, tạo nên một cái cảm giác nó sâu. Đấy, tạo ra là chúng ta nhìn như kiểu là một cái đường hầm, một cái lối đi không đáy luôn. Và nếu quý anh chị có những cái quan tâm về những sản phẩm như là đồ nội thất karaoke, phòng hát karaoke thì đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía dưới phần comment. Em sẽ trực tiếp vào để có thể tư vấn cho quý anh chị. Hoặc là anh chị có thể gọi điện thoại đến số là 0931 252 333. Đấy, thì gọi điện cho em Nam, em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý anh chị để làm sao giúp quý anh chị tìm ra những sản phẩm ưng ý với một khoản đầu tư hợp lý. Rồi, đừng quên để lại cho em một nút like và một nút subscribe. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video và em là Nhật Nam đến từ công ty nội thất Bảo Long.